Xin chào các bạn, đây là cách mà tôi đã tạo ra cái video bán hàng này này. Sẽ rất là tiếc nếu như bạn đang gặp vấn đề về Đây là một video bán hàng. Và tôi lấy mẫu là tôi bán cái quyển sách này. Và khi làm xong cái video này, cái đăng lên trên YouTube thì có người hỏi mua quyển sách này luôn. Vậy thì cái video này mới có được ít view thôi, mà tại sao người ta xem người ta lại khát khao, người ta lại hỏi mua luôn như vậy. Đây, thì bây giờ tôi sẽ chỉ bạn cách nhá. Tôi đã quay cái video này như thế nào nha các bạn nhá. Đây này. Đây là cái video hoàn thiện khi đăng lên trên internet này. Sẽ rất là tiếc nếu như bạn đang gặp vấn đề về bán lẻ, về xây dựng đội nhóm mà lại chưa biết đến những chiến lược trong cuốn sách Phụ nữ khởi nghiệp này. Trong kinh doanh online, bán lẻ là yếu tố cốt lõi. Các bạn nghe, các bạn thấy gì không ạ? Công việc kinh doanh ấy có thành công. Có nhạc nền đấy. Nếu bạn bán lẻ, nhạc nền sôi động hơn rồi đấy. Có được cái khả năng đào tạo kèm cặp cho thành viên đội nhóm. Các bạn nhìn chuyển cảnh không? Nhìn chuyển cảnh này. Từ đó thì sản phẩm mới có thể đến được tay người tiêu dùng cuối cùng. Chuyển cảnh tiếp này. Đấy, đồng nghĩa việc là không phải là tôi làm một mạch là ăn ngay được cái video này đâu nhá. Mà tôi đã làm chia thành rất nhiều các đoạn nhỏ mà tôi chả thuộc kịch bản đâu. Đây, tôi cho các bạn xem cái file gốc của tôi đây. Đây file gốc này. Đây file gốc này này, file gốc này. Sẽ rất là tiếc nếu như bạn đang gặp vấn đề về bán lẻ, về xây dựng đội nhóm mà lại chưa biết đến những chiến lược trong cuốn sách Phụ nữ khởi nghiệp này. Đấy, tôi nói xong có một câu thôi. Đó, rồi lại nhìn đến kịch bản ở dưới, nhìn đến kịch bản, chuẩn bị sẵn phần kịch bản phía dưới rồi. Đấy. Tôi sẽ sắp cái kịch bản rồi, kịch bản 6 phần trong một video bán hàng rồi. Bây giờ nhìn xuống. Đấy, nhìn xuống, xong bắt đầu lại nhìn lên để nói này. Chuẩn bị này. Đấy, tức là cái video gốc của tôi nó dài lắm ấy. Này, video gốc dài đến 6-7 phút này. Nhưng video thực tế được có khoảng tầm hơn 2 phút rồi. Bắt đầu nói tiếp này. Đấy. Trong kinh doanh online thì bán lẻ là yếu tố quyết. Đấy, nói sai kệ. Trong kinh doanh online, bán lẻ là yếu tố cốt lõi quyết định đến việc là công việc kinh doanh ấy có thành công hay không. Đấy các bạn nhìn thấy video gốc rồi đúng không ạ? Thế bây giờ tôi chuẩn từ cái video gốc này là cái video mà nói rất là thành nhiều đoạn này, ngập ngừng như thế này, thành một cái video ngon lành như này. Sẽ rất là tiếc. Đấy, có nhạc nền. Kỹ thuật, đây là các kỹ thuật rất là đơn giản thôi. Tôi viết các kỹ thuật ra cho các bạn nhé. Đây, các kỹ thuật rất là đơn giản này. Kỹ thuật thứ nhất là kỹ thuật là tách video. Tách và xóa đoạn thừa. Kỹ thuật một là tách và xóa đoạn thừa. Rồi. Một là kỹ thuật tách và xóa đoạn thừa, hai là chèn nhạc nền. Rồi. Chèn nhạc. Thế thôi, làm quá là đơn giản. Cái số 3 cho các bạn xem một cái nữa, đó là chèn chữ. Tại vì cái video sale đấy của tôi phần cuối bạn để ý là cái phần chữ rất là truyền cảm hứng. Tôi có truyền từ cái chữ rất truyền cảm hứng. Còn bạn nào đang xem cái này mà chưa biết được cái kịch bản 6 phần để làm video bán hàng, video giới thiệu sản phẩm của mình mà ai cũng muốn nghe nhá, thì bạn comment xuống phía dưới hoặc là inbox cho tôi theo số Zalo ấy, thì hoặc là inbox qua Facebook được thì tôi sẽ gửi kịch bản tặng miễn phí cho. Đấy không ạ? Hoặc là comment xuống dưới. Đây, thì tôi làm như sau. Bây giờ tôi tìm lại cái video gốc của mình. Đây là video gốc hơn 6 phút đây. 6 phút 30 giây đây. Tôi ấn vào nó. Rồi bây giờ tôi đưa nó vào CapCut. Chúng ta cần phải có một ứng dụng CapCut nhá. Có thể vào CapCut, tôi import video đấy hoặc là kích vào video đấy tôi cho vào CapCut. Đây, tôi cho lên CapCut. Ok, khi mình làm vậy thì nó sẽ nhảy vào CapCut đúng không ạ? Tức là điện thoại của bạn nhớ nhá, điện thoại của bạn phải có cái app CapCut này nè. Nó là miễn phí thôi mà. Lên App Store sẽ play ra về thôi. Rồi, chúng ta vừa nãy gọi là vừa đưa video đấy vào CapCut rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra này. Rồi, đúng video ra rồi đấy. Sẽ rất là tiếc nếu như bạn đang gặp vấn đề về bán lẻ, về xây dựng đội nhóm mà lại chưa biết đến những chiến lược trong cuốn sách Phụ nữ khởi nghiệp này. Dừng lại luôn. Này cái, dừng lại luôn. Dừng lại luôn. Đấy, bấm dừng lại cho nó chạy, em dừng lại. Xong mình kích vào nó nhá. Kích vào đây này. Kích vào nó để nó nhìn thấy nó viền trắng luôn này. Thì nó sẽ hiện ra chữ tách này. Bạn ấn vào chữ tách. Tách. Đấy, ấn vào chữ tách. Rồi, xong mình để chạy tiếp. Đấy, thế là mình tách rồi. Bây giờ đến lúc nào là mình lại nhìn lên nào. Đến sau lúc nào mình nhìn lên mình nói nào. Đợi tí nào. Đợi tí nào. Đợi tí nào. Đợi một tí nào. Đợi tí nào. Đợi một tí nhá, đợi một tí. Cứ để cho nó chạy đi. Rồi, để xem lúc nào. Bắt đầu nói này. Trong kinh doanh online thì bán lẻ là yếu tố quyết. Đấy, chưa, thế chưa để con trai. Trong kinh doanh online, bán lẻ là yếu tố cốt lõi quyết định. Đấy, cho xem lại, tôi lại kéo này, xem lại, kéo lại này, xem lại nghe này. Online, bán lẻ. Nghe lại. Trong kinh doanh. Rồi. Kinh doanh online, bán lẻ là yếu tố cốt lõi. Đấy, làm lại. Online, bán lẻ là yếu. Trong nữa. Trong kinh doanh. Rồi kéo lại một tí để trước khi bước vào từ trong, xong mình ấn vào tách tiếp. Thế là cái đoạn giữa này này, đây đây, đây kéo lại cái đoạn giữa này chính là đoạn thừa đúng không? Bán lẻ là yếu tố quyết. Đấy, tức là gì ạ? Lỗi cái đoạn giữa này là đoạn mình nhìn lại, mình nhìn xuống này, mình không nói gì này mới là lỗi. Thế là mình đã cắt được hai phát rồi thì mình bỏ cái đoạn giữa đi, ấn vào đây, xong gì ạ? Xóa đoạn giữa đi, xóa, ấn vào xóa đoạn giữa. Thế xem này, video của chúng ta bây nó sẽ tự ghép vào nhau này, thế nhé, sẽ tự ghép vào nhau này. Sẽ rất là tiếc nếu như bạn đang gặp vấn đề về bán lẻ, về xây dựng đội nhóm mà lại chưa biết đến những chiến lược trong cuốn sách Phụ nữ khởi nghiệp này. Kinh doanh online, bán lẻ là yếu tố cốt lõi. Đấy, thấy không? Nó liền nhau không? Đấy. Còn giả sử mình bị cắt rồi mà mình thấy nó bị liếm mất lời. Kinh doanh online, bán lẻ. Thiếu từ trong đúng không? Thì mình ấn vào đây. Xong mình kéo ngược lại tí. Thêm một tí, kéo thêm một tí, kéo thêm dí đúng nhá, dí đúng, kéo thêm một tí này. Đây ví dụ này. Khởi nghiệp này. Trong kinh doanh online, đấy, bán lẻ là cốt lõi. Rồi. Việc là công việc kinh doanh ấy có thành công hay không? Hay không? Nào. Thành công hay không? Dừng lại luôn. Đấy, xong mình tách nó ra. Ấn vào đâu ạ? Ấn vào nó. Xong lại ấn vào tách. Ấn vào chiếc tách này. Rồi, để xem lúc nào nói tiếp nào. Nói tiếp đi, nói tiếp đi. Nếu bạn... Nếu à, kéo ra một tí. Rồi, xong lại tách. Thế là đoạn giữa này mình lại bỏ nó đi. Ấn nó vào, phải ấn nó vào nhá. Xong ấn vào xóa. Đấy, thấy chưa, thấy chưa? Đó, nên phải ấn nó vào thì mới ta tác ở dưới được. Nhớ là muốn làm gì thì phải ấn nó vào để nó hiện ra cái viền trắng trắng này. Ấn hai lần nó mất ấn viền trắng này, nó hiện ra nút xóa gì đấy. Thế là ngon. Rồi, thế là tự nối với nhau thôi. Đấy, các bạn làm như vậy thì video của bạn sẽ liền mạch. Bây giờ chúng ta xem lại nha. À, cái đoạn này thừa này, đoạn đầu tiên thừa thì nó gây cắt. Sẽ rất à? Đây, thừa đoạn đầu này đúng không? Chúng ta lại ấn vào nó. Chúng ta nhìn thấy chữ tách không? Tách. Sau chúng ta lại ấn vào cái phần này để còn xóa đi, ấn vào nó. Lúc nào phải ấn vào nó thì mới thao tác được nhé. Ấn xóa đi. Thế là video của chúng ta bắt đầu luôn này. Sẽ rất là tiếc nếu như bạn đang... Chúng ta cứ làm như vậy thôi thì chúng ta sẽ có cái video nó ghép vào nhau, nhìn rất là tự nhiên đúng không ạ? Rất là tự nhiên luôn. Đấy, còn đến lúc nào đó mà bạn muốn gì ạ? Bạn muốn cái lời kêu gọi hành động, bạn đưa số Zalo của bạn lên đấy. Công việc kinh doanh online chính cái cuốn sách Phụ nữ khởi nghiệp. Nào, bây giờ nào. Cách đây 2 năm. Cái lúc nào đó mà bạn nghe này và bạn đến lúc mà bạn nói về cái việc là lưu số điện thoại của bạn ấy, đúng không nhỉ? Thì bạn sẽ ấn vào nó. Chứ nó không ấn vào nó mà dễ bạn kéo ra cái này này. Không phải ấn cái này, không phải ấn nhá. Cái lúc đoạn nào mà bạn muốn là đưa chữ của bạn lên, đoạn nói nào ấy, những cái thanh trắng trắng này này, mình ấn vào thêm văn bản. Xong mình thêm chữ. Xong mình gõ chữ ra, ví dụ mình gõ là Zalo 0982 463 980. Đây chính là Zalo của Thầy Dự luôn đấy các bạn nha. Đấy, bạn nào đang muốn trở thành học trò kèm cặp 1 năm, được hỗ trợ, được kèm cặp để phát triển công việc kinh doanh online của mình thì bạn có thể liên hệ theo số Zalo này. Đây, ví dụ muốn để số Zalo đấy lên trên này và nó hiển thị một tí rồi xong lại xuống đúng không? Thì để đây. Rồi mình kích vào nó này, và mình chọn này này. Chọn phông chữ này, phông chữ thì chọn nên chọn nếp gấp này cho nó chuyên nghiệp. Đấy, nếp gấp chuyên nghiệp. Nó chọn phong cách thì nên chọn này này, có chữ đỏ này. Đấy, đẹp không? Đấy, là ngon. Mình ấn vào V. V bên này này là xong. Đấy, này, nó hiện chữ này, đến này. Đấy, nó hiện chữ. Nó hiện chữ. Đấy, mình muốn cho hiện lâu hơn thì mình kéo dài ra, muốn chỉ hiện vài giây thôi thì kéo vào đây. Ấn vào đây, tức là mình kéo dài kéo vào để thể hiện là thời gian mình hiện ở trên video nó dài hay không. Thế thôi, có cái gì đâu. Đúng không ạ? Rồi. Thế bạn xong cái này rồi nhá. Xong cái này rồi, ví dụ bạn ghép xong hết rồi, bạn biết đưa chơi chữ lên rồi. Thì bây giờ việc của mình là chèn tí nhạc nền vào đúng không? Thì bây giờ nhạc nền rất là đơn giản thôi. Mình lại trở về trang chủ này. Cái này nó có 2 cái mũi tên này, tức là mình phải ấn 2 lần sẽ về trang chủ, ấn 1 lần này. Ấn 1 lần nữa về trang chủ. Bây giờ gì ạ? Chúng ta sẽ gì ạ? Thêm âm thanh. Vừa nãy thêm văn bản ở trang chủ rồi. Bây giờ quay lại trang chủ chúng ta lại thêm âm thanh. Kéo lần đầu tiên luôn nhá. Kéo video về đầu tiên luôn để thêm âm thanh. Kích vào âm thanh. Rồi kích vào âm thanh đã trích xuất. Đấy, thì đây thì dự có âm thanh đã trích xuất đây. Đã trích xuất tức là mình lưu cái bản âm thanh đấy, mình lên TikTok mình thấy bản âm thanh nào hay thì mình lưu nó về điện thoại của mình. Thì lúc mình ấn vào đã trích xuất thì nó sẽ vào luôn cái phần video mình đã lưu. Đây. Đây, bấm vào, xong ấn vào diện. Chỉnh nhập âm thanh. Xem nó như nào nhá. Sẽ rất là tiếc nếu như bạn đang làm về bán lẻ, về xây dựng đội nhóm mà chưa biết đến chiến lược trong. Đấy, nhưng mà thường âm thanh của mình thì gì ạ? Mình chỉ để dưới 20 đơn vị thôi, thậm chí là cái này mình chỉ để khoảng tầm 10 đơn vị thôi. Mình kích vào này. Xong mình kích vào âm lượng này. Âm lượng. Cái này đang 100 thì cái nhạc nó sẽ to quá. Mình lưu ý là nên nhạc chọn nhạc không lời nhá. Sẽ rất là tiếc nếu như bạn đang gặp vấn đề về bán lẻ, về xây dựng đội nhóm mà lại chưa biết đến những chiến lược trong cuốn sách Phụ nữ khởi nghiệp này. Trong kinh doanh online, bán lẻ là yếu tố cốt lõi. Đấy, còn đến lúc nào mà có đoạn cao trào này kèm cặp cho thành viên đội nhóm nó to quá, video nó to quá thì mình hoàn toàn có thể là ấn vào âm thanh, ấn vào âm thanh này, xong mình kích vào nút tách. Đấy, để còn tách âm thanh này để ra làm đôi. Và riêng cái đoạn âm thanh cao trào này này thì mình lại ấn vào nó, thì mình cho cái âm lượng này nó còn nhỏ hơn cả 10 nữa cơ, cho xuống còn 5 thôi. Cái khả năng đào tạo kèm cặp cho... Tức là cùng một đoạn âm thanh nhưng mình cắt thành hai đoạn ra, thì hai đoạn đấy mình có thể để cái âm lượng nó khác nhau để còn nó phù hợp video của mình. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Ok, thì cái nhạc này rất là hay đúng không? Rồi. Ok, thì bạn nào muốn có được cái nhạc nền này thì bạn liên hệ theo số Zalo của Thầy Dự gửi cho cái nhạc nền này. Còn nếu không thì bạn cứ lên trên TikTok đúng không ạ? Bạn thấy cái nhạc nền nào hay thì bạn lưu về. Đấy. Rồi, số Zalo của Thầy Dự đây, 0982463980. Thầy Dự cũng có kênh nhạc nền đấy, có cả một kênh chuyên các nhạc nền rồi. Lúc Thầy Dự tìm đường link thì Thầy Dự gửi cho nếu ai đó cần, hoặc là muốn chính xác được cái nhạc nền như của Thầy Dự này thì các bạn liên hệ theo số Zalo này và cho em xin nhạc nền thì Thầy Dự sẽ tặng miễn phí cho nha. Thầy Dự gửi cho, tại vì Thầy Dự sưu tập thôi, không phải Thầy Dự tạo ra đâu. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì đấy là cách rất là đơn giản mà Dự tạo ra những video bán hàng. Đây, khoe với các bạn luôn. Sáng nay có người sẽ có bạn hỏi về đơn hàng đâu nhỉ, mình chẳng biết một chụp ảnh để đâu rồi. Đấy, đây em có xem trên YouTube của anh và em quan tâm đến cuốn sách, anh tư vấn cho em nhé. Đây chính là video đấy, video dạy bán hàng. Đây, video trên YouTube đây các bạn. Đấy, nó có sách mới có trứng. Đây, đây, nó chính là video này. Đây, nó chính là video này, 231 lượt xem rồi này. Quyết định đến việc là công việc kinh doanh ấy có thành công hay không. Nếu bạn bán lẻ tốt thì đấy, bạn... Ok, đây là kênh Thầy Hán Quang Dự, kênh YouTube nhé. Bạn nào muốn học miễn phí kinh doanh online thì bạn cũng có thể là tìm cái kênh Thầy Hán Quang Dự này trên YouTube và đăng ký vào kênh mà học. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào, cảm ơn và luôn chúc các bạn kinh doanh thành công.